Phan Như Thảo khóc nức nở kể con gái suýt bị bắt cóc, Tố Ngọc Thúy. Người mẫu đã có cuộc gặp gỡ báo chí vào trưa 18 tháng 3, chia sẻ nỗi đau và lo lắng của mình khi có ba người tới uy hiếp và định bắt cóc con gái. Phan Như Thảo kể cô và chồng con dừng xe tại một cửa hàng tiện dụng, thì bất ngờ có hai người đàn ông lạ mặt ập đến, người uy hiếp, đòi bắt con gái trên tay của chồng mình, đại gia Đức An. Chồng cô liên tục gọi, ẵm con đi, giữ con đi. Người còn lại chạy tới quay phim ghi lại sự việc. Phan Như Thảo cho hay, chứng kiến sự việc quá đỗi bất ngờ và sốc. Cô đứng bất động và không biết phản ứng thế nào. Tôi quá hối hận vì không thể lên tiếng, không thể chạy đến ẵm con. Nếu có chuyện gì xảy ra với con, tôi không biết phải sống thế nào, cô nói. Người mẫu cho rằng các đối tượng này đã theo dõi lịch trình của gia đình mình khá lâu, nên mới nắm rõ như thế. Cô tin rằng người đứng đằng sau toàn bộ sự việc là vợ cũ của chồng mình, người mẫu Ngọc Thúy. Chia sẻ về lý do của sự nghi ngờ này, Phan Như Thảo nói, tôi thường xuyên nhận được những lời đe dọa trực tiếp từ người đó. Tôi đã nghĩ họ sẽ không làm gì, chỉ đe dọa thôi, nhưng tôi đã sai lầm. Người đó muốn chồng tôi đến chết phải sống trong cô độc, còn cuộc sống của tôi không yên ổn. Tôi mong công an sẽ sớm vào cuộc, tìm ra người thực sự gây nên sóng gió cho gia đình tôi. Cô khóc cho hay, tại sao người ta có thể ra tay hành động với một em bé? Hành động ấy thật quá đáng, không còn tí tính người nào. Cô kể suốt thời gian yêu và chung sống với đại gia Đức An, cô thường xuyên phải nhận những tin nhắn chửi rủa, dọa nạt từ Ngọc Thúy. Cô khẳng định gần đây nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán 2018, Ngọc Thúy nhắn cho cô, 14 tháng 3 chị sẽ có mặt ở Việt Nam, em lo mà trốn đi nhé. Tôi nghĩ chó sủa sẽ không cắn nên không đề phòng, tôi quá hối hận, Phan Như Thảo nói. Phan Như Thảo cho biết sau khi xảy ra sự việc, bản thân cô lo lắng sợ hãi cho con gái. Vì vậy, thời gian này, cô và ông xã không đưa con gái ra khỏi nhà. Cô cho biết đã lắp camera xung quanh nhà và thuê bảo vệ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phan Như Thảo đã làm đơn lên công an phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đơn trình gửi công an, cô tố cáo đích danh tên người mẫu Ngọc Thúy là người có liên quan. Kể từ khi kết hôn với đại gia Đức An, Phan Như Thảo nhiều lần lời qua tiếng lại với vợ cũ của chồng, siêu mẫu Ngọc Thúy. Ngọc Thúy từng nói Như Thảo là ngu, không có tự trọng khi yêu và bảo vệ ông Đức An. Trong thời gian qua, Phan Như Thảo nhiều lần bức xúc, chỉ trích Ngọc Thúy trên trang cá nhân khi cho rằng vợ cũ của chồng dùng nick ảo bôi xấu và phỉ báng mẹ con cô trên mạng xã hội. Sau khi trách móc Trường Giang phủ phàng, nam em mượn câu nói của Nhã Phương an ủi bản thân. Nam em chia sẻ, tình yêu không có lỗi, lỗi là do mình yêu. Nhưng câu nói y hệt phát ngôn của Nhã Phương. Sáng 16 tháng 3, nam em gây xôn xao trong một bài phỏng vấn khi thừa nhận từng có mối quan hệ tình cảm với danh hài Trường Giang. Theo đó, top 8 Hoa hậu Trái Đất 2016 cho biết cô cảm thấy Trường Giang rất hiểu tâm lý phụ nữ. Tuy nhiên, có những chuyện thuộc về cảm xúc mà nam em không thể giải thích được. Nam em khẳng định, mười khó làm cô đau đớn và chưa có người đàn ông nào phủ phàng với cô như Trường Giang. Giữa tâm bão của dư luận sau khi lên tiếng trách móc Trường Giang, nam em lại chia sẻ ẩn ý trên trang cá nhân. Tình yêu không có lỗi, lỗi là do mình yêu. Sau dòng chia sẻ ngắn gọn này, không ít người hâm mộ tinh ý phát hiện ra nam em phát ngôn giống lời nói của Nhã Phương cách đây 2 năm khi nữ diễn viên nói về scandal tình cảm của Trường Giang và Quế Vân. Trước đó năm 2016, trong chương trình Lần Đầu Tôi Kể, Nhã Phương từng thừa nhận thời điểm Quế Vân công khai chuyện tình yêu Trường Giang là khoảng thời gian kinh khủng nhất của cô. Tuy nhiên, cô diễn viên gốc Đắk Lắk không tỏ ý trách móc đồng nghiệp, Quế Vân không phải là người có lỗi, lỗi là do tình yêu mà thôi, Nhã Phương nhấn mạnh. Trước đó, chia sẻ trên báo, nam em cho biết cô đang cố gắng quên mối quan hệ không rõ ràng với Trường Giang. Anh ấy cho tôi nhiều bài học trong cuộc sống và dạy tôi rất nhiều điều. Qua đó tôi nhận thấy mình cần mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi là người sống thật. Thú thật anh Giang là người cho tôi có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và cũng là người làm cho tôi rất đau đớn. Chưa có người đàn ông nào dám phủ phàng với tôi như vậy. Ai cũng có một trái tim. Nếu là đàn ông đừng bao giờ làm phụ nữ tổn thương. Nhưng đây, tôi cũng muốn gửi đến ai đó. Nếu ai đó vô tình đọc được thì xin đừng làm người khác tổn thương. Nam em còn cho biết cô đau lòng vì đang cố gắng quên, người đẹp nghĩ mình nên phải vui. Nếu không phải Nhã Phương thì không thể có người phụ nữ nào làm được như vậy vì cô ấy rất hy sinh và chỉ có Nhã Phương mới chịu được anh Trường Giang.
Còn tôi tương lai còn quá dài, còn bay nhảy nữa nên không thích sự ràng buộc. Hoa hậu Hương Giang lên tiếng về mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt với Lâm Khánh Chi. Sau một ngày trở về nước, cô đã nhanh chóng bắt tay vào những hoạt động tại quê hương. Là khách mời đặc biệt trong một talk show, lần đầu tiên Hương Giang chia sẻ về mối quan hệ mâu thuẫn với Lâm Khánh Chi. Sau khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, Hương Giang phải ở lại Thái Lan trong 2 tuần để tham gia các hoạt động trong vai trò mới. Tuy nhiên vì nóng lòng muốn về Việt Nam sớm hơn để gặp gỡ cảm ơn người hâm mộ nước nhà, đã đồng hành cùng người đẹp trong suốt hành trình tại cuộc thi. Hương Giang đã xin phép ban tổ chức về nước trong 2 ngày cuối tuần này, sau đó sẽ quay lại Thái Lan để tiếp tục công việc. Sau một ngày trở về nước, cô đã nhanh chóng bắt tay vào những hoạt động tại quê hương. Sáng 17 tháng 3, Hoa hậu Hương Giang là khách mời trong nhiều chương trình giao lưu. Tại đây, người đẹp đã thẳng thắn giải đáp những câu hỏi xoay quanh cuộc thi mà cô vừa tham gia. Mới đây, trong cuộc trò chuyện trực tiếp với báo chí, Hoa hậu Hương Giang chính thức lên tiếng về mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt với Lâm Khánh Chi. Theo đó, tân Hoa hậu Hương Giang khẳng định, suốt quãng thời gian hoạt động nghệ thuật, cô chưa từng có hiềm khích với bất cứ ai và đi nói xấu ai trong nghề. Tôi phải khẳng định lại lần nữa, trong nghề, tôi không có bất cứ hiềm khích với ai và không bao giờ đi nói về một ai đó, bởi đơn giản không phải tính cách của tôi. Mọi chuyện xảy ra trên mạng cũng không thể nào kiểm soát hết. Và bản thân tôi cũng không theo dõi thông tin đó, cho nên tôi không hiềm khích với ai để phải làm hòa. Nếu đó chỉ là sự hiểu lầm từ một phía, còn từ phía tôi không bao giờ có vấn đề với ai. Như tôi từng chia sẻ, trong nghề đâu cần phải tự chúng ta vạch ra ranh giới, tự chúng ta nghĩ là người chuyển giới so sánh với người chuyển giới hay người bình thường với người bình thường. Nếu bản thân chúng ta tự so sánh như thế là chúng ta đang tự kỳ thị mình thôi. Tôi cũng vậy, rất bình thường với mọi người. Tôi cũng có những người bạn và cũng có những người tôi không quen biết, chứ không phải là ghét hay hiềm khích với ai hết. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ dừng chuyện này lại đây và hiểu rằng tôi không có vấn đề gì cả với ai. Tôi không có thời gian để quan tâm hết tất cả mọi chuyện ở trên mạng, Hoa hậu Hương Giang chia sẻ. Trước đây, Lâm Khánh Chi và Hương Giang từng được cho là có nhiều hiềm khích với nhau. Trong khi rất nhiều ngôi sao cổ vũ cũng như chúc mừng Hương Giang, Lâm Khánh Chi vẫn hoàn toàn im lặng. Sau khi Hương Giang đăng cai ngôi vị Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, Lâm Khánh Chi không khỏi bị nhắc đến và hầu hết đều là sự chế giễu từ cư dân mạng. Sau đó, Lâm Khánh Chi đã trả lời trước báo chí về mối quan hệ giữa cô và Hoa hậu Hương Giang. Cô chia sẻ rằng mình đang trong guồng quay của công việc, không có nhiều thời gian để theo dõi cuộc thi và cũng không muốn gây thêm nhiều hiểu lầm nên chọn cách im lặng. Nam em thừa nhận yêu Trường Giang nhưng đau lòng, Nhã Phương cũng treo status vì bị tổn thương. Nam em chọn yêu Trường Giang dù biết nam diễn viên nổi tiếng đào hoa đa tình, rồi lại công bố chuyện quá khứ khi anh đang hạnh phúc bên Nhã Phương để quảng bá cho việc cô đi hát. Angelina Jolie và Rabbit đã mất vài năm đầu tiên của mối quan hệ khởi đầu từ một vụ gian díu để dần thuyết phục dư luận không coi họ là một cặp ngoại tình. Những năm đầu tiên, Rabbit vẫn bị coi là kẻ bỏ rơi người vợ sắc son, còn Angelina Jolie là rắn độc cướp chồng và đó là dư luận Mỹ. Còn ở đây, nam em chọn lao vào mối quan hệ với Trường Giang khi nhiều khả năng cô ở vị trí người thứ ba. Một lựa chọn sẽ không có sự ủng hộ của bất cứ ai, kể cả nhân danh tình yêu. Thậm chí khi nhân danh tình yêu, mọi chuyện có khi còn tệ hơn. Vậy tại sao trái tim lại chọn sai người? Trường Giang, bánh bèo xung quanh anh có bao giờ biến mất? Dính tin đồn tán tỉnh nhiều cô gái, nhưng Trường Giang chỉ có một cô bạn gái công khai duy nhất là Nhã Phương. Mối tình kéo dài khoảng 3 năm khá sóng gió, mặc dù vậy, họ chưa một lần tuyên bố chia tay. Điều này đồng nghĩa với việc bất cứ cô gái nào đến với Trường Giang trong giai đoạn đó đều có thể là người thứ ba. Trả lời với báo, nam em từ chối nói về thời điểm cô hẹn hò với Trường Giang, điều đó cũng chẳng khiến sự việc nhẹ nhàng đi. Khi cầu hôn Nhã Phương ở giải Mai Vàng, Trường Giang đã nói một câu: "Ngày hôm nay, anh làm điều này để những người đàn ông xung quanh em và những bánh bèo lải nhải quanh anh đều quay mặt bỏ đi." Một người đẹp yêu tổn thương, Trường Giang, những từ đứng cạnh nhau không thấy gì lạ. Nói điều này, người bao dung sẽ bảo dí dỏm tự trào,
còn người kỹ tính sẽ cho là phản cảm. Chính Trường Giang đang trực tiếp thừa nhận bánh bèo quanh anh thật sự còn rất nhiều. Và một độc giả trên mạng phản biện, trước giờ những bánh bèo vẫn ở đó mà anh chưa đuổi hả anh? Đó là chưa kể đến cách dùng từ bánh bèo không mấy tôn trọng. Nếu nam em thật sự có mặt trong nhóm bánh bèo này, đó quả là điều cay đắng với top 8 Hoa hậu Trái đất 2017. Không chỉ vì cô từng yêu một người đàn ông đã có bạn gái công khai, mà mối quan hệ quá khứ đó còn bị rẽ rúng đi rất nhiều vì cách người đàn ông đó nhắc đến chuyện cũ. Trước nam em, Trường Giang có tin đồn với Sam, nữ diễn viên đóng chung phim hài trăm tỷ siêu sao siêu ngố. Câu chuyện với Sam ồn ào trên báo một thời gian khá dài trước bộ phim, lại xảy ra đúng lúc có tin đồn Trường Giang và Nhã Phương chia tay. Tiếp đó mọi chuyện lại quay ngoắt 180 độ với việc Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình trực tiếp, rồi cả hai tay trong tay về quê ra nước ngoài chơi Tết như chưa hề có chuyện gì. Những tín hiệu hạnh phúc đó vừa phủ sóng chưa lâu, thì đến chuyện nam em lại nhắc quá khứ hẹn hò với Trường Giang. Nam em, tình yêu không có lỗi, nhưng em có lỗi. Ngày 17 tháng 3, sau những câu trả lời gây sóng gió trên báo chí về chuyện yêu Trường Giang, nam em đăng lên trang cá nhân một lời giải thích cũ kỹ. Tình yêu không có lỗi, lỗi là do mình yêu. Trước đó 3 ngày, cô vừa ra mắt ca khúc đầu tay, cùng anh đi xa. Riêng về âm nhạc, nam em cũng chọn hướng quảng bá giống Chibu. Mỗi tháng ra một MV cùng giọng hát bị chê, dòng nhạc na ná, tuyên bố quyết tâm làm ca sĩ, dù sản phẩm có chất lượng chưa tốt. Rồi nam em lên báo, nói về những bài phỏng vấn rõ ràng là nói về Trường Giang rằng cô không còn muốn nói gì về Trường Giang. Cô cũng nhấn mạnh về sự không tương xứng của Trường Giang đối với cô khi anh lùn và xấu, còn cô thì đẹp. Nhưng trên thực tế, hiện trước mặt mọi người là Trường Giang chưa từng nhắc đến nam em như một cô gái mà anh yêu thương. Còn nam em thì thể hiện sự đau khổ vật vã vì nam diễn viên trong nhiều bài phỏng vấn, ai xấu ai đẹp còn gì quan trọng nữa. Tổn thương trong tôi đến mức nào thì mọi người không thấy được đâu, nam em nói với báo. Một độc giả bình luận, nghe thấy tên Trường Giang, nghe thấy chữ tổn thương ngay phía dưới, tôi không thấy có gì lạ. Chính Nhã Phương, bạn gái được công khai của Trường Giang, cũng vô số lần bóng gió. Nói thẳng rằng cô tổn thương rất nhiều trong mối quan hệ này. Có một người bạn nói với tôi, mày khóc làm gì, lỗi ở mày là cho người ta cái quyền khiến mình đau khổ, Nhã Phương từng nói khi trả lời phỏng vấn. Câu này không chỉ đúng với mình Nhã Phương, nam em có thể tìm thấy mình trong đó. Khi cô không đâm đầu vào một người đàn ông đã có bạn gái, tổn thương trong tương lai gần như thế là có thể sờ thấy được. Những chuyện không chỉ có vậy. Khi công bố chuyện yêu, nam em vừa bắt đầu sự nghiệp âm nhạc theo cách mà cô tuyên bố là nghiêm túc. Cái tên Trường Giang luôn thu hút dư luận bất kể là chuyện gì, được cô chủ động kéo đến bên cạnh tên mình, chiếm trệ trên các tít báo. Nam em biết cô đang làm gì, các tin bài có nhiều người đọc, sự chú ý của đám đông công chúng vốn thờ ơ với tên tuổi cô. Ca khúc mới sẽ có thêm người nghe, người xem MV, dù kéo theo là nhiều lời chê, nhưng cô đang mạo hiểm đánh đổi sự nhạt nhòa tên tuổi, mình lấy ác cảm của dư luận. Sau khi scandal chìm xuống, người ta sẽ nhớ gì về nam em? Cô gái đi hát nhạt nhòa không kém Kibu. Hay người tiếp theo trong danh sách dài những cô gái xen vào mối tình Trường Giang và Nhã Phương? Nhã Phương, tổn thương không giới hạn. Trong một diễn biến chưa hẳn đã liên quan, Nhã Phương viết trên trang cá nhân hôm ngày 6 tháng 3, cái gọi là con đường không giới hạn chính là không ngừng tha thứ cho những ai làm tổn thương bạn. Nữ diễn viên cũng thừa nhận cô nắng mưa thất thường và hay buồn vu vơ, nên chưa chắc những dòng trạng thái xua đếp trên mạng này nói về mối quan hệ trong đời thật. Nhưng việc Nhã Phương bền bỉ ở bên Trường Giang suốt 3 năm, xuyên qua toàn bộ sóng gió gian díu, mâu thuẫn, phủ nhận làm hòa, không thể không khiến người ta kinh ngạc. Và cô giải thích cho Trường Giang, ai cũng từng hư mà, đâu chỉ riêng anh ấy. Còn nam em, anh Giang là người cho tôi có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và cũng là người làm cho tôi rất đau đớn. Họ có nhiều điểm chung đáng giật mình, họ không giấu nổi sự trìu mến lẫn trong lời trách móc có phần oán hận về cùng một người đàn ông. Mỗi người đều nói rất nhiều về nỗi tổn thương do người đàn ông gây ra, nhưng không nhắc gì đến chuyện chấm dứt nó.